Rèm cửa Như Ý chuyên tư vấn thiết kế hoàn thiện rèm cửa văn phòng, rèm cửa gia đình hàng đầu hiện nay. Với mẫu mã đa dạng, chất liệu tinh tế, màu sắc sang trọng, Rèm cửa Như Ý không ngừng đổi mới và phát triển để đáp ứng nhu cầu khắt khe từ những khách hàng kỹ tính nhất. Cam kết hoàn tiền 100% nếu quý khách không hài lòng. Truy cập ngay website remcuanhuy.vn hoặc liên hệ hotline 0973 61 9898 để được tư vấn miễn phí và hưởng ưu đãi tốt nhất. Làm thế nào để được trở thành Shark? Ra mắt công chúng từ năm 2017, Shark Tank Việt Nam đã và đang trở thành một trong những chương trình truyền hình được yêu thích nhất của dân kinh tế và cộng đồng khởi nghiệp ở nước ta. Theo dõi chương trình, chúng ta không chỉ được tiếp cận với những mô hình kinh doanh độc đáo, sáng tạo mà còn được truyền cảm hứng, khát vọng xây dựng được doanh nghiệp của riêng mình. Những nhân vật chính trong Shark Tank tất nhiên là startup và các nhà đầu tư hay còn gọi là các Shark. Trải qua 3 mùa phát sóng, có một điểm chung giữa các Shark là họ rất nhiều tiền, như Shark Hưng từng nói. Các Shark không có gì ngoài tiền. Liệu bạn có từng đặt ra câu hỏi làm thế nào để được làm Shark? Có phải chỉ cần giàu là được hay không? Hãy cùng Độc Đáo TV trả lời câu hỏi này nhé. Để trở thành Shark, bạn cần có những gì? 1. Kiến thức. Trước khi trình bày về yếu tố này, hãy cùng điểm qua một chút background học tập của một số vị cá mập. Shark Phạm Thanh Hưng, cử nhân ngành đúc nhiệt luyện tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, cử nhân ngôn ngữ ngành tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Ngoài ra, còn được đào tạo tại trường Quản trị Kinh doanh, Viện Công nghệ Châu Á, Bangkok, Thái Lan. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA, ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, chuyên ngành Quản lý và Chuyển giao Công nghệ. Shark Nguyễn Mạnh Dũng, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội với tấm bằng cử nhân Kinh doanh Quốc tế, du học tại Nhật. Shark Nguyễn Xuân Phú, tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế Lao động tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Shark Thái Văn Linh, học ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp, thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính tại Mỹ. Nhìn qua danh sách này, các bạn có thể thấy được các vị cá mập đều có lý lịch học tập rất khủng. Hầu hết, các Shark đều tốt nghiệp cử nhân, thậm chí là thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của nhiều trường đại học nổi tiếng trong nước và nước ngoài. Như có quá trình học tập, họ đã tích lũy được một lượng kiến thức vững vàng để có thể hiểu và phân tích được mô hình kinh doanh của các startup đến gọi vốn. Không thiếu các tập phát sóng của Shark Tank Việt Nam khiến chúng ta cảm thấy hâm mộ các cá mập. Theo luật của chương trình, nhà đầu tư không được sử dụng các tài liệu liên quan đến tài chính trong lúc ghi hình. Chính vì luật này, các Shark đã thể hiện lượng kiến thức phong phú đa dạng từ vật lý, hóa học đến công nghệ, Shark Hưng, Shark Dũng. Khả năng tính nhầm, chớp nhoáng, nhìn nhận, phân tích nhanh và chính xác được ưu nhược điểm của các mô hình khởi nghiệp khi chỉ được nghe trình bày rất khơ khai, Shark Vương, Shark Phú, Shark Linh. Một trong những thứ mà các startup nhận được từ các Shark có giá trị nhất chính là những lời khuyên từ các vị cá mập. Qua đó, chúng ta càng hiểu hơn giá trị của trí thức. Và nếu bạn muốn trở thành một cá mập thì đừng chờ đợi gì nữa mà hãy bắt tay ngay từ việc học hỏi, trau dồi kiến thức của riêng mình. 2. Kinh nghiệm. Có thể nói đây cũng là một trong những yếu tố khiến các Shark vượt trội hơn hẳn so với các startup hiện nay. Xem chương trình, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra startup Việt Nam có rất nhiều người giỏi, trình độ học vấn của họ thậm chí là sánh ngang và có người còn hơn cả các Shark. Nhưng họ còn thiếu kinh nghiệm trong khởi nghiệp, kinh nghiệm về thị trường. Tất cả các cá mập đều là những người đã kinh doanh nhiều năm và có nhiều am hiểu về thị trường nhất định. Họ có cách nhìn thực tế và rất gần với suy nghĩ của người tiêu dùng để biết ngành sản xuất này có đáp ứng được nhu cầu hay không. Tệp khách hàng lớn hay nhỏ, mô hình kinh doanh mở rộng như thế nào, từ đó xem xét dự án đầu tư họ luôn phân tích kỹ lưỡng, và khi tham gia cùng startup nào thì chính kinh nghiệm thị trường sẽ giúp đôi bên tiến nhanh để định vị doanh nghiệp. Kinh nghiệm về điều hành. Các Shark đều là những giám đốc điều hành, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị của các tập đoàn, công ty lớn, những người điều hành hoặc chịu trách nhiệm quản lý các quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước, nên khả năng lãnh đạo của họ rất cao và sẽ giúp các startup mà họ đầu tư biết cách phân công, quản lý tài chính, tiền lương cũng như công việc của nhân viên rõ ràng, thúc đẩy bộ máy hoạt động năng suất và có hiệu quả hơn. Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp startup. Đây là một yếu tố rất hay với các startup. Shark Tank đã trải qua 3 mùa và sau rất nhiều thương vụ với các doanh nghiệp, các Shark đã phần nào hiểu hơn về các startup Việt. Họ nắm bắt được những thứ mà các startup cần, những thứ startup yếu để khắc phục. Chính kinh nghiệm này sẽ là cầu nối hoàn hảo để quá trình đàm phán giữa hai bên diễn ra suôn sẻ và đi đến ký kết chính thức. 3. Vốn. Anh sẽ cho em 5 tỷ đổi lấy 20% cổ phần. Anh sẽ đồng ý đầu tư cho em ngay 2 tỷ lập tức. 4 tỷ còn lại sẽ giải ngân theo tiến độ, nếu em hoàn thành nhanh thì anh sẽ rót nhanh. Đồng thời sau một năm, nếu em hoàn thành các KPI đã đặt ra thì anh sẽ rót vốn tiếp. Chị sẽ đồng ý cho em 50.000 đô la cho 10% cổ phần. Đó đều là những câu nói mà các startup rất muốn nghe từ các Shark. Vì dù kết quả là bạn có chấp nhận đầu tư hay không, thì việc họ ra offer cho bạn chứng tỏ là dự án của bạn có thể thực hiện được và ít nhất là đã thuyết phục được một trong số các nhà đầu tư sẵn sàng đi cùng dự án. Dễ dàng thấy được tiềm lực tài chính khủng của các cá mập đầu tư thật sự là yếu tố không thể thiếu, đồng thời cũng là thứ mà các startup cần để sống sót và mở rộng được quy mô sản xuất. Bên cạnh tiền, bản thân các Shark còn có hệ thống các kênh phân phối, đại lý, thiết bị máy móc, đội ngũ tư vấn hỗ trợ định hướng cho các Shark một cách chuyên nghiệp nhất. Một số Shark đã có kinh nghiệm gọi vốn nhiều lần như Shark Dũng Nguyễn, Shark Hồng Anh có thể tiếp tục hỗ trợ tham gia gọi vốn cho các doanh nghiệp ở các vòng tiếp theo. Nhiều Shark còn biết cách kết nối các startup đã ở trong tay mình với nhau để tạo nên sức mạnh lớn hơn, hỗ trợ nhau phát triển. Ba yếu tố ở trên đều là những điều không thể thiếu đối với bất kỳ ai muốn trở thành Shark trong chương trình Thương vụ Bạc tỷ. Theo bạn, còn cần những điều kiện gì để trở thành cá mập trong Thương vụ Bạc tỷ? Và bạn có muốn mình sẽ trở thành một trong những vị cá mập trong tương lai hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận ngay dưới video này nhé! Và đừng quên like, chia sẻ nếu bạn cảm thấy clip này thú vị. Nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video bổ ích để phát triển bản thân mỗi ngày. Tin tức được biên tập bởi Bùi Hiếu từ ban biên tập Độc Đáo TV. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a.gmail.com, số điện thoại 0964 002 593.